sát thương thì chắc chắn nó sẽ không bằng cái bên kia rồi. Xin chào anh em, mình là Hà Thiệt Phu. Ở bản mới đây nhất là 14.18, Riot đã có đợt tăng sức mạnh cho Jay với lý do là rất muốn thấy Jay xuất hiện tại đấu trường chuyên nghiệp. Do anh chàng là một mẫu chất tướng rất giống với meta xạ thủ đường giữa siêu hot vào thời gian gần đây. Cụ thể, chiêu Q, chỉ thiên, tỷ lệ làm chậm tăng 5% ở mỗi cấp. Chiêu E, cổng gia tốc, tốc độ di chuyển cộng thêm tăng 5% ở mỗi cấp. Ở các phiên bản trước đó, Riot cũng đã có đợt tăng sức mạnh cho Jay 2 lần liền. Lần đầu tiên là bản 14.4, với việc Jay được tăng 2 sát thương cơ bản, nội tại hồi năng lượng và gây sát thương theo thời gian của kỹ năng đúp dạng búa được tăng thêm. Lần tiếp theo là bản 14.14, với chiêu Q được tăng 5 đam cơ bản ở mỗi cấp và thêm 5% sức mạnh công kích cộng thêm. Không phụ lòng kỳ vọng của Riot, cuối cùng Jay cũng đạt tỷ lệ thắng ở mức ổn định sau gần 18 phiên bản cực kỳ bấp bênh ở mùa 14. Từ 48% tại bản 14.17 tăng lên 50,07% ở bản 14.18. Phải biết là với một vị tướng có độ khó cao như Jay thì tỷ lệ thắng của anh chàng luôn nằm ở mức dưới 50% gần một năm nay. Và hôm nay, Hà sẽ giới thiệu cho anh em một lối chơi mới mẻ, thử thách đấu Jay duy nhất tại máy chủ Hàn Quốc, Hammer Kim cùng phong cách Jay rìu đen đấu sĩ. Điểm mạnh của lối chơi này là khả năng chống chịu nằm ở mức khá tốt mà vẫn đảm bảo được nguồn sát thương lớn từ đầu tới giữa trận đấu. Chỉ số hồi chiêu cao cũng giúp phong cách Jay rìu đen có thể liên tục gây sát thương, áp lực kẻ địch khi đi đường cũng như cấu rỉa thoải mái trong giao tranh tổng. Bù lại, điểm yếu là ngưỡng sức mạnh càng về cuối game sẽ càng giảm, đặc biệt là sát thương và dạng pháo sẽ thiếu hụt cực nhiều so với phong cách Jay nguyệt đao sát lực truyền thống. Phong cách chơi này đẩy mạnh khả năng solo của Jay với lượng hồi chiêu lớn và độ chống chịu cho phép anh ta thoải mái nhận sát thương nếu lỡ xử lý lỗi mà vẫn hạ gục được kẻ địch. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy búp thêm động lực cho mình bằng cách thả lại một like và ấn đăng ký kênh Hà Thiệt Phu ha. Còn bây giờ thì cảm ơn và chúc các bạn xem video vui vẻ. Đúng rồi, Jay được búp nhiều rồi nè, búp được 5 phiên bản rồi đó. Nhưng mà chơi nó cũng phải kỹ, con này chơi phải khéo lắm cơ. Có những cái con nó có cái kiểu trade nó giống nhau thôi, còn con này mỗi kèo nó có cách trade riêng. Giống như anh em đánh với Nasus là anh em phải chuyển búa, xong anh em quy vào lính cái, xong anh em chuyển pháo anh em bắn thường. Còn cái con mấy gặp cái con mà nó có khả năng BK mạnh ở đầu game như là Dari, Jindam, Olaf thì anh em phải nâng E để nó lao vô, thì anh em còn deny cái pha sử dụng BK của nó ở đầu game, xong bắt đầu anh em farm và anh em cấu rỉa. Còn đối với những con mà nó dạng giữa game như con Camille như thế này á, là anh em phải biến dạng pháo xong anh em đánh nhau thật là dễ. Ok. Lee Sin chết trong rừng luôn á. Ngoại nội nó đá stream nên là nó đọc được vòng rừng rồi. Ôi trời. Nice, cam yêu lỗi. Good. Hay quá. Ở dưới win này này. Ngon. Mình lùi cái được không? Ní. Con Mew này thì lấy cái gì mà đánh hả? Đã. Ok, giờ lên thần kiếm rồi em ơi.
Ây da, Kamiwang à. Xong rồi đồ thứ ba tụi mình lên rìu đen luôn á. Vẫn trúng này. Vẫn trúng này. Sao đẹp nữa không? Chủ 2. Đầu điên 2k6 máu ít gì. Ai dựng cổng ngố à. Đánh con này mệt dữ à. Gosh. Cứ bào máu khứa này từ từ. Hơi dở quá. Bị hụt mất cái cầu sấm. À, mất e nha. Hên nha. Cái đúp của mình nó tăng tốc đánh nên mình giả, với lại mình giả của vô này được trước một phát, với lại mình có cái đúp của dạng búa. Không thì vỡ mồm rồi. Hay không bằng hên mà. Này bao. Trời ơi ông ơi, tí nó giết tôi rồi đấy. Hello. I'm dead. I'm totally dead. Anime battle à. À, hay ha. Làm gì pro? Tôi 2 đồ rồi. Vega 06 à. Yes, 6 không. Thắng à. À thua chứ. Ô Vega. Để tôi. Tầm này chắc chỉ có tôi mới dám solo với ông Z này thiệt.
Mùa. Mùa. Mình đúng trâu luôn á. Với cái lối chơi mà con gọi là JC thông thường là với cái pha rượt đuổi vừa rồi nha, mà con nhét nó hai đồ rồi thì chắc là tụi mình cháy máu mà chết rồi đó. Nhưng mà với cái build này thì mình quá trâu luôn. Mình sẽ có cái lượng máu cực kỳ lớn của cái bộ trang bị đấu sĩ nó mang lại từ Sojin, từ rượu đen. Và mình sẽ có thêm khả năng chống chịu từ cái đôi giày với lại cái dạng búa của mình. Dạng búa của mình hiện tại cho 36 giáp và kháng phép, cộng với 2k6 máu của mình mới hai đồ nha. Đấy, về lên cái Maramun nha, sau mình đóng cái giác xô nữa là quá đẹp. Thật ra cái build này thì anh em đóng giày hồi chiêu nó cũng ok anh em nhé. Nhưng mà riêng Hà thì Hà thích đóng giày giáp, mà là bên kia nó có CC nhiều quá thì anh em đóng cái giày thủy ngân cũng được. Nó sẽ vô cùng trâu luôn. Và anh em sẽ có một cái lượng hồi chiêu lớn từ cái bộ trang bị này mang lại. Tôi cảm giác là cái giai đoạn đi lane mà anh em không quá xanh á thì anh em sẽ bị mất đi áp lực. Ta rất OP. Đó, cái dạng pháo như này thì đam nó không quá to đâu anh em nhé. Nếu mà dây ba đồ á thì đánh thường đam nó sẽ to hơn nhiều. Hay lỗ. Nice. Đó, anh em thấy tôi trâu không? Trâu ở nồi luôn nhưng mà vẫn có đam nha. Tôi cảm giác đó nha, theo cái cảm nhận của tôi á, là cái build này nó chỉ phết đại sức mạnh của anh em khi ở dạng đánh gần thôi. Và anh em sẽ kích được nội tại rìu đen nó nhanh. Nhưng mà ở cái dạng pháo á, nếu mà anh em bị thọt lại phía sau á, lượng sát thương của anh em khi mà cấu rỉa nó sẽ thấp. Thấp đi khá là nhiều luôn á. Chà, mặc hụt cái... Sorry. Đấy, trâu không anh em? Siêu trâu luôn á. Và đó mà con JC thường là chết rồi đó. Đấy, dắt xô xong rồi đồ cuối thì à, nghĩ là anh em có thể đóng móng vuốt cũng được. Hoặc lên bên kia nhiều AP quá thì anh em có thể lên mặt đại vực thẳm. Đó, đó là con vô này nó chém trước mấy cái luôn nha anh em. Đó là con vô này nó chém trước mấy cái luôn đó nha. Mình ao trang bị quá nhiều rồi, ao trang bị ao cấp độ quá nhiều rồi. Nhưng mà con vô này hai đồ này nó không khỏe anh em. Nếu mà anh em đánh đi si sắc được phanh đấy là anh em chết rồi đấy. Chứ anh em dồn đam lại không kịp đâu. Quá. À đúng trâu luôn á. What? Đúng trâu luôn á mấy bro. Chịu rồi, tôi hết máu rồi. Ôi. Ôi. Trâu quá. Đó, vậy mà anh em cứ kêu là có khác gì đâu. Đánh cái build down còn ngon hơn, dồn nó chết nhanh hơn. À đấy mà đánh build down thì chết 10 ngoánh rồi anh em ơi. Này, lên đồ cuối cái. Đây, hiện tại là mình đang dặn pháo nha, mình đang có 107 giáp với 100 kháng phép là full build anh em nhá. Xong mình bật lên cái dặn búa này, đấy 237 giáp và 157 kháng phép. Châu phết, không khác gì một con tăng luôn á, không khác gì một con tăng cơ luôn, 3k9 máu đây. Sau mấy trận trải nghiệm thì cảm giác là về càng về cuối thì cái ngưỡng sức mạnh của anh em nó sẽ bị thọt. Nên là anh em lên end sớm nó sẽ ngon hơn. Sát thương thì chắc chắn nó sẽ không bằng cái bên kia rồi. Thế mà vẫn dét được con dét thêm một mạng à. Ăn full combo của dét luôn nha. Đây, dấu ấn tử thần thiêu đốt này. EQ nội tại các kiểu ăn đủ luôn rồi. 2k3 đam của dét, 1k2 đam của Yone. Cỡ đó mà. Không hẹn được rồi, bắt. Lùi, không hẹn được rồi. Nhờn con này thua này.
ẩu vậy? Nice. Đây, bắn lại nè. Đó, bắn nó không màu máu rồi đấy không? Độ này mà con dây thường mà full đồ là tụi mình bắn con Lucian nó thở oxy luôn chứ. Bê nhà đi nè mấy ông. Trời ơi con rồng nó mạnh. Phải rồi. Chứ đầu game giữa game càng lúc đam càng to, càng lúc càng trâu thì cuối game phải thọt rồi anh em. Chứ làm sao mà anh em đòi lúc nào cũng mạnh được.